Tôi và anh ấy đã kết hôn được 3 năm. Chúng tôi đã có với nhau một đứa con. Tưởng rằng gia đình sẽ mãi ấm êm hạnh phúc. Nhưng nào ngờ một ngày tôi phát hiện ra anh ấy vẫn chưa quên người yêu cũ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Chuyện Đời Là Season 3, Chuyện Đời Là mùa 3 với phiên bản hoàn toàn mới podcast. Mỗi tuần ngồi ở đây để có thể lắng nghe câu chuyện của mọi người thì cho Thư một cảm xúc hoàn toàn mới, hoàn toàn khác. Tất nhiên rồi, các câu chuyện gửi về chương trình thì muôn màu, muôn vẻ. Có những câu chuyện là chính chủ gửi về, gọi điện thoại trực tiếp về. Có những câu chuyện chỉ gửi bằng những lá thư về để có thể chia sẻ với chương trình. Có những câu chuyện gửi về với nội dung và cảm xúc hết sức là rời rạc hoặc là ngổn ngang. Việc của chúng tôi là sắp xếp lại nó và làm việc với người gửi thơ về để cho họ một cái cảm xúc đầy ắp nhất để có thể chia sẻ được cái câu chuyện của mình một cách rõ ràng và cụ thể. Rất trân trọng tất cả những trải nghiệm mà các bạn đã trải qua và qua đó các bạn đưa tới với Chuyện Đời Là để Nam Thư có thể lắng nghe và chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Rất cảm ơn mọi người đã luôn dành nhiều tình cảm cho Chuyện Đời Là cũng như là Nam Thư. Không biết mọi người sẽ dành bao nhiêu sự yêu mến cho Chuyện Đời Là, nhưng Thư rất cảm thấy hạnh phúc khi ngồi ở đây để lắng nghe câu chuyện của mọi người. Có một comment khi mà Chuyện Đời Là phát sóng lên thì đã comment như sau: sao cái podcast này ít người nghe quá vậy? Sao cái podcast này ít người xem quá vậy? Thư nghĩ là chắc là đôi khi mọi người chưa tìm được cái sự đồng cảm, sự rung cảm qua câu chuyện mà mọi người đang xem, hoặc là mọi người đang lạc mất Thư, chưa tìm thấy Thư. Thư hy vọng là Chuyện Đời Là càng lúc sẽ càng tới gần với mọi người hơn nữa. Thực sự đây cũng là một hình thức mới lạ đối với Thư khi mà mình chuyển xuống mình làm podcast. Tại vì mọi người cũng biết trước giờ Nam Thư là một người hết sức là nhiều năng lượng. Thế mạnh nhất của Nam Thư là làm phim, là diễn xuất. Nhưng bây giờ ngồi xuống để lắng nghe và chia sẻ thì đây cũng là một cái hành trình hoàn toàn mới với Thư. Mong là chúng ta sẽ có nhiều cái sự trải nghiệm bên nhau. Thư sẽ mỗi ngày sẽ tích góp một ít chút kinh nghiệm để sau này có thể làm podcast hay hơn, để đến gần với mọi người hơn. Và tất nhiên rồi, không để mất thời gian của chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện đã được kết nối với chương trình. Xin mời biên tập ạ. Alo. Alo, em chào chị ạ. Hello em. Chị không biết là câu chuyện của em như thế nào, nhưng mà biên tập hôm nay sắp xếp cho chị với một cái tông nhạt nhòa của một mùa thu lá bay. Cái màu lá này chắc không phải là vàng là úa nữa, chắc nó thấp, nó sắp mục luôn rồi quá. Rồi, xin mời em. Em chào chị, em năm nay 27 tuổi. Em lập gia đình được 2 năm và cũng đã có một em bé nhỏ. 27 tuổi đã lập gia đình và có một em. Em bé nhỏ. Em bé nhỏ, em bé mấy tuổi rồi? Dạ, em bé được 1 tuổi rồi ạ. Em bé 1 tuổi là mình cũng mới sinh em bé năm ngoái thôi dạ, ha. Dạ, đúng rồi ạ. Thì nói chung là cuộc sống vợ chồng em thì vẫn êm đềm, tại vì tính cách của anh thì cũng hơi lạnh lùng, anh thì điềm đạm. Em thì kiểu nói nhiều, nói chung là hai người tính cách ngược nhau nhưng mà nó lại hợp với nhau á chị. Thì hồi lúc mà mới yêu nhau thì em cũng hay quan tâm hỏi anh về những người yêu cũ của anh. Em có, nhưng mà hầu như những cái mối tình trước đó là đều là do anh chủ động chia tay trước, và anh cũng không còn liên lạc gì với những cái cô gái đó nữa. Nói chung là em rất là tin tưởng anh, tin tưởng chồng mình. Thì cho đến dạo gần đây thì em cảm giác là anh hơi lạnh nhạt, hay cáu gắt. Và nói chung là linh tính của một người phụ nữ là cho em thấy là anh có những cái dấu hiệu. Thì em có nghi ngờ và lục Facebook Zalo của anh. Thì em thấy trên Zalo em phát hiện ra là chồng mình sử dụng hai Zalo. Một Zalo cho gia đình và một cái Zalo để anh liên lạc với một cô gái lạ.
Ngoại tình. Thực ra là không phải. Em có đọc cái cuộc trò chuyện giữa hai người đó, thì thực ra là cô gái vẫn, em có cảm giác là cô gái không vẫn giữ khoảng cách với chồng của em. Thì em mới lên Facebook và tìm hiểu thì em mới biết là cô gái này là tình đầu thời đại học của anh. Và hiện tại cô cũng đã lập gia đình và cũng đang vui vẻ êm ấm bên gia đình của mình rồi. Đối với thì em đọc tin nhắn, em vẫn thấy là cô ấy vẫn giữ một cái khoảng cách với chồng em, cô không có qua, nói chung là cũng không có nhắn tin qua lịch sự đó đúng không? Vâng, vẫn giữ một cái thái độ rất là lịch sự. Ừ. Chồng em thì không có như vậy. Chồng em thì thể hiện rất là quan tâm cô ấy, quan tâm về cuộc sống gia đình của cô ấy, và anh bày tỏ cái sự tiếc nuối khi mà cái cuộc tình của anh và cô ấy dang dở. Anh có nói là có nói với lại cô ấy là mặc dù là anh đã lập gia đình rồi, nhưng mà cái cảm giác của anh đối với em nó vẫn là một cái cảm giác khó tả. Anh muốn gì? Anh chồng của em muốn gì từ cô gái này? Em cũng không biết nữa, tại vì cái chuyện này em cũng vừa phát hiện ra thôi. Em vẫn chưa có nói cái chuyện này cho chồng em biết. À, chồng em chưa biết là em đã phát hiện ra. Dạ. Và chồng em thì em cảm giác là anh vẫn giữ cái cô này ở một cái vị trí ở trong lòng mà khó có thể nào mà mình có thể thay thế được. Chưa quên người yêu cũ hả? Chắc là vậy á chị. Nhưng mà cảm xúc của em bây giờ là em vẫn muốn giữ hạnh phúc cho cái gia đình nhỏ của mình. Và em rất là em sợ mất chồng á chị ơi. Rồi em xong chưa? Hết chưa? Dạ xong rồi ạ. Hết rồi phải không? Dạ. Ok, bây giờ tới chị sẽ chia sẻ và tâm sự cùng em nhé. Thì thẳng thắn đầu tiên á, khi mà em gọi tới đây á, thì trong trường quay này thì không có một mình chị mà cũng có rất nhiều người khác nữa, gọi là ekip của chị. Thì là các anh quay phim nè, các bạn biên tập này, thì các bạn biên tập lúc mà em gửi về thì các bạn cũng đã làm việc với em rồi ha. Thì để giờ chị hỏi những cánh đàn ông trong phim trường này để mình nghe lắng nghe cái câu trả lời của họ nè. Dũng, còn nhớ người yêu cũ không? Dạ em hả? Ừ, đừng nói người yêu hiện tại là người yêu đầu đời nha. Không, ý là dạ không có nhớ. Chắc không? Dạ chắc. Là giờ là không còn nhớ gì nhung gì tới người yêu cũ nữa. Dạ. Mập, hồi nãy nghe đọc tới nói là chưa quên người yêu cũ, chị thấy em lắc đầu quá trời. Là em nhìn vô khung hình em thấy chị không đẹp em lắc, hay là em nghe câu chuyện này em lắc vậy? Em đồng cảm em lắc vậy? Đấy là lắc thì cái thói quen của em thôi. Nhưng mà cái câu hỏi vừa rồi thì chị hỏi thì chung là riêng em thì em còn nhớ. Em nhớ gì nhất ở người yêu cũ của em? Nhớ người yêu cũ. Nhớ người yêu cũ. Ý là nhớ cái gì nhất á? Kỷ niệm. Kỷ niệm. Dạ. Yeah. Giờ em có người yêu mới chưa? Dạ rồi. Em còn nhớ về người yêu cũ không? Có. Dạ có. Cô người yêu mới có biết em cũng còn nhớ người yêu cũ không? Dạ không. Nhưng mà em nhớ rồi, em có tấn công người yêu cũ như cái bạn chồng của cái cô gái ở đây không? Dạ không. Ok. Chắc không? Rồi, cảm ơn quay phim 2. Hỏi hết. Em đợi chị một tí nha. Đầu tiên em cứ nghe các bạn trả lời đi để mình tham khảo ý kiến nè. Đầu vàng. Cô đầu vàng, còn nhớ người yêu cũ không? Dạ, dạ có. Thấy không? Có nhiều không? Dạ không, ít à. Vậy thứ nhớ nhất là gì? Kỷ niệm hay gì? Nhớ là đi chơi. Đi chơi hả? Dạ. Thì là kỷ niệm. Dạ. Người yêu cũ quen cách đây mấy năm rồi? Dạ một năm. Mới 1 năm trước rồi hả? Giờ quen tới người thứ mấy rồi? Dạ không nhớ. Không nhớ là, luôn hình như là 5. Người thứ 5 rồi.
quen qua 5 người vẫn nhớ người đầu tiên. Ok. Rồi bây giờ tha cho thằng cu cầm gimbal ha. Ok. Khảo sát 3 người thôi là được rồi. Chỉ cần khảo sát 3 người thôi. À em ơi, em vẫn còn nghe chị nói không? Dạ em còn nghe ạ. Đó, em vừa nghe chị khảo sát một dòng những cái ekip của chị là chị khảo sát sương sương thôi ha. À, chị có khảo sát trên 3 thì kết quả là 2, tại vì chị sợ khảo sát 4 thì kết quả nó 2-2 là nó quề. Khảo sát trên 3 thì chúng ta thấy hai người vẫn thừa nhận mình vẫn còn nhớ về người yêu cũ. Thì cái xác suất này giữa các anh đàn ông là chắc chắn, 10 anh thì chắc chắn ít nhất 6 anh sẽ luôn có cái trường hợp này xảy ra. Đầu tiên nha, chị đồng cảm với em. Chị đồng cảm về câu chuyện là chồng vẫn nhớ vào người yêu cũ nha. À, nhưng riêng phải bày tỏ quan điểm cá nhân nè. À, cá nhân của chị, cái gì đã cũ, đã qua thì không có nhớ nữa. Cái thứ nhớ nhất chỉ là gì? À, là mình đã từng có một cái chặng đường bên cạnh người đó hết. Chứ mình không có nhớ nhung hoặc là trời ơi ánh mắt còn yêu hoặc là nhiều người hay quy định chị nhớ người yêu cũ em. Em có thể lên mạng và coi. Nhiều người, quá nhiều người quy định chị còn hay nhớ người yêu cũ. Trời ơi, trong ánh mắt nam thư long lanh còn thương còn yêu. Trong khi tôi yêu qua 80 anh rồi vẫn quy định tôi còn nhớ cái anh kia. À, nó vui như thế thôi. Thì mỗi người sẽ có một cái tính cách. Nhưng mà đa số vậy nè. Phụ nữ khi người ta bước qua rồi, khi người ta xác định bước tới một mối quan hệ mới, thì người ta sẽ không còn ôm đồm những cái cũ nữa. Thấy vậy chứ đàn ông nhớ dai và nhớ lâu hơn là phụ nữ nhiều. Quay trở lại với cái câu chuyện đàn ông luôn nhớ về người yêu cũ. Thì chị có bạn trai. Lúc trước lúc mà Thư có bạn trai á, thì lúc đó mình mới quen bạn trai mình. Và mình cũng phát hiện bạn trai mình nói chuyện qua lại với người yêu cũ. Thì cũng chỉ là xã giao thôi ha. Nhưng mà khi mình đào sâu những cái tin nhắn về trước nữa, thì cái lúc đó là ảnh chưa quen mình á. Ảnh độc thân á. Lúc đó ảnh độc thân luôn. Nhưng mà người yêu cũ của ảnh đã có bạn trai luôn. Hoặc là người yêu cũ của ảnh lúc đó cũng đang trông trên với bạn trai của người yêu cũ ảnh. Thì cô này thực nhiên là cổ không muốn quay về với bạn trai của chị nữa, của Thư nữa. Nhưng mà bạn trai của Thư thì kiểu như là vẫn mãi nhớ đó. Cứ đi đâu một vòng cũng phải nhớ về người đó đó. À, ví dụ như em đang ở đâu, biết là ủa hình như em đang ở Đà Lạt hả, ngày mai anh sẽ lên với em nha. À, kiểu như thế. Thực sự bản thân Thư đọc xong thì Thư phát hiện là nó như một cái gì của một cái cánh đàn ông á. Những cái gì mà xuất hiện đầu đời á thì nó thường in sâu. Bởi vì mình biết là bạn trai của mình á, sau khi chia tay cái cô bạn gái đầu tiên đó, ảnh có quen thêm một cô nữa, yêu 5-6 năm. Rồi sau đó ảnh chia tay cái cô 5-6 năm đó. À không, ảnh yêu cái cô đầu tiên xong, ảnh yêu phải 1-2-3 cô nữa, một người quen cũng ít nhất 2-3 năm. Rồi yêu tới cái người tiếp theo cũng qua, yêu tới 5-6 năm. Rồi sau đó chia tay thì lúc đó mới gặp tới mình. Thì qua cái 5-6 năm đó rồi, tức là qua ít nhất 3-4 mối tình rồi, ảnh vẫn còn dạng như là phải luôn ngoái nhìn về cái người yêu cũ của mình. Thì nó là một cái điều hằn sâu trong tâm trí các cánh đàn ông, một cách gọi là hầu như là ít nhất là 60% rồi. Nhưng họ sẽ hơn nhau ở cái chỗ là vậy nè. Họ sẽ hơn nhau ở cái chỗ là họ có biết kiềm chế bản thân mình hay không. À, ví dụ như là chồng của em trong trường hợp này thì ảnh luôn hoài niệm, ảnh luôn khắc khoải vì những cái điều mà đã qua mình không có được. Ông bà mình hay nói con cá sảy là con cá to á. Đối với ảnh mất một cái thứ gì đó nó quá quan trọng, nên ảnh muốn tìm lại, ảnh muốn tìm về, ảnh muốn cần nó. Còn thực sự thì mình cũng hết sức là hoan nghênh tinh thần của cô kia. Cái cô kia khi cổ đã hết sức là văn minh và cổ cũng đã biết cổ có chồng, cổ giữ khoảng cách. Cái lỗi này hoàn toàn ở chồng em. Thư nghĩ là em một ngày đẹp trời hẹn chồng mình đi ăn tối. Một năm trôi qua em bé còn cũng nhỏ lắm. Thì có khoảng thời gian vừa rồi hai vợ chồng cũng sẽ không có nhiều thời gian để dành cho nhau. Bây giờ mình hãy cho nhau một buổi tối thật là đẹp, make up lộng lẫy và xinh đẹp lên cho chị nè. Đó, thật là xinh vào, xinh ơi là xinh vào. Mình hẹn chồng mình ra và mình nói tất cả những điều mình nghĩ. Lần này mình hãy tránh né nói về mình đã đọc hết được tin nhắn đi. Hãy coi như mình chưa biết gì. Nếu là Thư nha, Thư sẽ xử lý như thế. Hãy coi như là mình chưa biết gì. Hãy kể một câu chuyện của một người bạn. Anh ơi, em hôm bữa nhỏ bạn em nó gọi nó tâm sự á,
Trời ơi em thấy thương nó quá à. À, chồng nó vậy đó mà hả, à, quen qua người yêu cũ, qua lại với người yêu cũ đó, cũng nhắn tin vậy đó, xong ngày đẹp trời cái anh chồng mà anh chồng của cái chị đó anh phát hiện, anh chồng của chị đó anh phát hiện, xong cái hả hai người gây lộn úm sùm này nọ, xong cái cuối cùng tự nhiên về một cái phút mà gọi là tiếc nuối hoài niệm thôi mà phá vỡ hạnh phúc cả hai bên gia đình. Và cuối cùng cái anh này với cái chị người yêu cũ của ảnh á, vợ hả chị kia thù ảnh luôn, rồi ảnh cũng mất vợ mất con ảnh luôn. À hiểu ý thưa không, hãy coi đây như là một cái ví dụ để cho ảnh có thể hiểu ra vấn đề, ảnh có thể tỉnh ra, một cái chuông rất là nhẹ nhàng đánh. Ủa, sao nó không kêu gì bay? Mốt kiếm chị cái chuông này để chị đánh cho nghe cái bon, yêu cầu biên tập này dựng khúc này. Một hồi chuông cảnh tỉnh cho những người chồng, làm ơn đừng hoài niệm về những điều đã cũ. Cái gì đã cũ thì bỏ nó qua, chứ không phải áo quần mà cũ là có thể giặt mà sạch được nha. À, rất cảm ơn em. Alo em, nãy giờ có nghe chị nói không? Dạ em có nghe ạ. Em vui hơn không? Sao giờ em buồn quá vậy bé? Em sợ mất chồng. Trời ơi, chồng em có làm gì đâu, cái cô kia cổ đâu có dành chồng em khỏi. Em cũng thấy rồi, trong đó chui gì sợ mất chồng. Đừng sợ mất chồng, hãy sợ mất cha của con mình thôi, đừng sợ mất chồng. Chồng thì không có anh này, có anh khác. Em à, cái cô kia cổ đâu có giành giật gì đâu, cái cô kia cũng hết sức văn minh và lịch sự mà. Cái vấn đề này ở chồng em, hãy làm việc tâm lý với chồng em, hiểu không? Cũng may mắn phát hiện là ảnh chỉ hoài niệm thôi, chứ ảnh chưa có bị ngoài kia, cuộc đời ngoài kia lôi ảnh đi mất. Vậy nha. Chị có nghĩ là ảnh thật sự yêu em không chị? Hay em chỉ là cái người thay thế vào cái vị trí của cái cô đó thôi? Chị không thể nghĩ ra được. Chị nghĩ câu hỏi này em phải dành cho chồng của em. Giờ chị nói không phải thì chị cũng không biết. Bởi vì chị cũng không phải nằm trong tâm lý của chồng em. Mà còn chị nói phải, ừ đúng rồi, em chỉ là người thay thế, thì chắc hẳn em sẽ rất đau lòng. Mà phụ nữ ngộ lắm. Một người mà khi hỏi câu hỏi như em á, khi mà chị trả lời theo một hướng tích cực á, thì em sẽ nói nhiều khi không có đâu. Nhưng mà khi mà chị trả lời theo hướng tiêu cực á, thì em nói à đúng rồi, thì ra mình chỉ là người lấp chỗ trống, mình chỉ là một cái gì đó ngay cái lúc đó, chứ ảnh không có hề yêu mình. Câu trả lời nằm ngay bên cạnh em, cái người mà mỗi đêm nằm chung một chiếc giường, đắp một chiếc chăn với em đó. Bé à, hỏi ảnh đi. Hỏi ảnh, cái gì cũng vậy. Trong một mối quan hệ từ yêu đương tới vợ chồng, cái gìn giữ hạnh phúc tốt nhất đó là gì? Đó là chúng ta phải còn nói chuyện với nhau. Nói chuyện đây là gì? Phải ngồi xuống nói chuyện với nhau. Cho dù hai người có bận tới cỡ nào, có thể là yêu xa, yêu gần, có thể là vợ chồng, nhưng ít nhất tối về khi kết thúc công việc, hãy dành cho nhau ít nhất nha, ít nhất là 20 phút. Có thể nói chuyện bằng phone, có thể nằm bên nhau, trải qua hôm nay anh ơi, hôm nay em đi làm em bị cái bà đồng nghiệp kế bên á, bà hiếp em nè. Hôm nay anh đi làm anh gặp con nhỏ thư ký mới vô công ty, trời ơi, nó đá lông nheo với anh. Anh ơi hôm nay em đi làm em ra đường em mắc mưa, em ơi hôm nay anh ra đường anh lủng cái bánh xe. Hãy chia sẻ hết từng câu chuyện dù là nhỏ nhất. Bởi vì sao? Mình sẽ biết được lịch trình của người đó như thế nào. Thứ hai, mình biết cái bạn đời của mình, cái người yêu của mình, cái người mình thương đã trải qua những điều gì trong cuộc sống này, để chúng ta còn có thể chia sẻ. Và tất cả sẽ đi vào ngõ cụt khi chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa. Em hiểu không? Em hiểu ý chị không? Thôi mình cố gắng ha. Hãy làm như cách chị nói đi. Hãy cho mình một buổi tối thật là xinh đẹp và ngồi xuống kể cho anh nghe một câu chuyện của nhỏ bạn thân. Chị nghĩ là chắc ảnh đủ tinh tế rồi. Em nói ảnh là người điềm đạm mà. Những người lạnh lùng và điềm đạm thì họ phát triển về inside, về bên trong nhiều. Họ sẽ hiểu được thông điệp em muốn truyền tải. Câu chuyện này chưa tới nỗi phải mất chồng đâu nha, đừng sợ. Và đừng có bộc lộ cho anh thấy mình yêu anh nhiều vậy, chưa gì đã sợ mất rồi. Không có mất đâu bé, yên tâm nhé. Em từng nói bóng gió nhưng mà anh có phần tránh né. Anh kêu là em đừng có nghĩ linh tinh, cho nên đó là lý do em không dám hỏi. Em có biết một cái căn bệnh nan y của đàn ông là cái gì không? Là chối. Bắt ngay tại trận vẫn chối. Đàn ông luôn chối, luôn phủ nhận,
À, tôi đang thấy những cánh quay phim chỉ trỏ lẫn nhau. Những bắt ngay tại trận vẫn chối, họ sẽ luôn chối. À, không phải gì đâu, không phải như em nghĩ. Em đừng nghĩ bậy bạ, em đừng nghĩ lung tung, linh tinh, vớ va vớ vẩn. Đó là mẫu câu thường dùng của các cánh đàn ông. Hiểu không? Không sao cả, mình biết bệnh rồi, bây giờ mình chỉ cần cho uống đúng thuốc nè, trị đúng bài thì tất cả những căn bệnh đó sẽ tiêu tan nhẹ nhàng hơn. Em là một cô gái sôi nổi thì bây giờ tập tính kìm mình lại. À, cái không, chị cũng không muốn, thực sự chị cũng không muốn hỏi sâu về cái cô bạn gái cũ, tại mình hỏi về cổ. Giờ nếu mà nếu chị hỏi về cổ thì vô tình đó, chị sẽ, em sẽ nghĩ là em sẽ tự đem em ra và cổ lên bàn cân để so sánh. Em hiểu ý chị không? Ví dụ dạ, như hiểu. À, cổ làm sao? Em sẽ nói với chị, cổ là một người rất nhẹ nhàng, còn bên này em là một người hết sức là sôi nổi. À, cổ là một người rất là tinh tế, em bên này một người rất hời hợt. Ví dụ vậy, ví dụ vậy. Tự nhiên em sẽ có sự so sánh ở đây. Không, đừng so sánh mình với bất kỳ ai hết. Anh ấy chọn mình, anh ấy cưới mình, tất nhiên trong một khoảnh khắc đó anh ta phải rất là yêu em chứ. Mà lúc mà anh ta cưa em có dễ dàng không? Dạ dễ ạ. Trời, sao nó thật thà dữ vậy trời. Tại vì em là người chủ động. Em là người chủ động hả? Dạ. Ok, vậy thì mình chủ động tiếp với cuộc hôn nhân của mình nào. Mình chủ động một cách giữ chồng mình nào. À, chủ động giữ chồng mình nào. À, vậy nè, cái người mà đang trầm lắng á, mà để biến họ thành một người sôi nổi á thì rất là khó. Nhưng một người đang sôi nổi, đang rất nhiều năng lượng, mà họ chuyển mình thành họ một người nhẹ nhàng, dễ như là dịu dàng hơn thì rất là dễ, rất là dễ. Nên em biến mình đi, em biến mình thành một người khác đi đó. Giữ chồng một cách khéo léo hơn nào. Dạ em biết, em hiểu rồi ạ. Em muốn hỏi gì nữa không bé? Dạ em cảm ơn chị ạ. À, chị hết sức mà chúc cho em sẽ chiếm trọn trái tim của chồng mình, sẽ mối quan hệ gia đình mình sẽ vui vẻ hơn. Và nếu có gì thắc mắc thì cứ gọi về cho chị nhé. Dạ. Yeah. Mọi người ơi, xin mọi người đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình. Cũng giống như cô gái vừa rồi đã hết sức dũng cảm để tâm sự câu chuyện về chồng mình, về cái câu chuyện chồng mình chưa quên người yêu cũ, thì mọi người có câu chuyện gì muốn nói, có câu chuyện gì chưa quên, có câu chuyện gì cần phải nhớ thì hãy liên lạc với chúng tôi qua chuyện đời là 365amoc@gmail.com. Nam Thư và chuyện đời là ở đây sẵn sàng lắng nghe tất cả câu chuyện của mọi người. Và xin mọi người đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình 19 giờ thứ sáu hàng tuần trên Nam Thư Official. Hẹn gặp lại ở chuyện đời là lần sau. Xin cảm ơn.